tiên thì mình sẽ xịt toner trước để cung cấp được độ ẩm cho da. Sau đó mình trộn kem lót và kem chống nắng vào với nhau để một lớp mỏng lên da. Mình rất ít khi trang điểm mỗi ngày, nhưng nếu trang điểm thì đây là kiểu trang điểm mà mình hay làm nhất. Và nếu bình thường không trang điểm thì mình hay xài một lớp kem chống nắng trước khi đi ra khỏi nhà. Sau đó mình đánh một lớp mỏng cushion để che bỏng mắt và cụm mụn ở dưới cằm. Vì cụm mụn hơi khó che nên mình đánh thêm một lớp che khuyết điểm nữa. Sau đó mình sử dụng kỹ thuật base để phủ bên dưới mắt, cằm và trán. Trong khi chờ đợi thì mi sẽ tiến hành với phần mắt. Đầu tiên thì mi dùng màu cam hồng để đánh toàn bộ bầu mắt. Tiếp theo sử dụng màu hồng và đánh 1/3 sát mí mắt. Sau đó dùng cọ tán đều hai màu vào với nhau. Mình dùng một cây cọ lớn để phủ sạch phần phấn lúc nãy. Sau đó mình nhấn một xíu kim tuyến lên phần mắt, chủ yếu là phần khóe mắt trong. Đến phần chân mày thì mình dùng bột chân mày màu nhạt đánh toàn bộ chân mày. Sau đó để giữ chân mày đúng dáng thì mi xài mascara trong. Sau đó mi sử dụng eyeliner màu nâu để kẽm mắt. Để điều khiển eyeliner tốt hơn thì mi hay đặt trụ tay là ngón út lên má. Sau đó mình dùng màu highlight hồng để đánh 2/3 mí mắt dưới. Và xịt một ít toner lúc nãy để đánh phía trong khóe mắt. Mascara và dán một xíu mi dạ ở phía đuôi mắt. Về phần highlight thì mi xài highlight dạng kem để giữ lâu và trông tự nhiên hơn. Về phần son thì mi xài màu hồng cherry để đánh lòng trong của môi. Và mi kết thúc với phần má hồng. Tất cả các sản phẩm hôm nay mi dùng sẽ được để theo thứ tự ở phía dưới description box các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye!